lắp vào thì lắp kiểu... Em ấn vào thôi. Ấn vào thôi. Đây là có cái lỗ van đây em. Trừ là lỗ van, cái bánh sau giống như nhau. Đấy, tất cả đều 2.3 hết. Đây, mẫu này cũng thế em. Tất cả đều bằng xịn hết. Đấy, em thích mẫu nào thì em lấy thôi. Anh cứ tưởng em chạy ô tô cơ. Hả? Anh cứ tưởng em đi ô tô qua lắp cơ. Vâng. Ô tô đã đi đâu rồi. Thế à? Còn cái em gửi ảnh cho anh là không có, chưa có ạ. Đâu, đây. Nó là mẫu kia kìa. Mấy cái mẫu này đều giống nhau hết mà. Cái mẫu là em gửi ảnh cho anh cũng có. Mẫu này anh cũng có mà. Ở trên gác, em thích mẫu này. Đây này. À, cái mẫu này là hàng phay, cái này là hàng chế cháo linh tinh. Chế cái càng này là hàng như này này, xong rồi về họ sơn. Họ cắt ra họ sơn. Còn hàng này là hàng zin trong xe. Cái này thì mới hơn như nhau. Em lấy như nhau, thích mẫu nào thì lấy thôi. Cái đấy đơn giản. Ấn ra thì xong luôn. Lấy cho em cái mẫu này này. Lấy mẫu này à, thích mẫu này à. Cái mẫu mà mình làm chết nó đậm nhất ra là được không? Được, thoải mái luôn. Thì ra, là... thoải mái luôn. Mới tháo được ốc mà. Đúng rồi, em nghĩ là bình thường mà. Đây để anh lên các anh thấy không?